Hello ạ, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với bộ nhận định liên thị trường của VinaSat và mình là Lê Tấn Phát. Thì hôm nay mình sẽ cùng với các anh chị và các bạn điểm qua cái góc nhìn về thị trường để mà đưa ra cái kế hoạch giao dịch trong những ngày tiếp theo. Vâng, thì chủ đề của chúng ta của ngày hôm nay sẽ xoay quanh qua bốn nội dung. Nội dung thứ nhất thì chúng ta sẽ điểm qua về cái xu hướng của cái đồng USD trước cái thời điểm mà cái bản tin Nam Phan vào cuối tuần này. Rồi cái thứ hai á là về chủ đề là về dầu đang gặp một số cái áp lực chốt lời trong ngắn hạn, và một thứ ba là giá vàng đang điều chỉnh khi mà đồng USD tăng giá, và cuối cùng là chứng khoán Việt Nam mình đang duy trì một cái đà tăng tích cực. Vâng, thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết của ngày hôm nay. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào cái biểu đồ về la bàn dòng vốn đầu tư. Thì mọi người có thể thấy ha, ở đây là dòng USD đã bắt đầu thang điểm lên là cao nhất trong cái bản đồ la bàn dòng vốn đầu tư, và cho thấy là cái dòng tiền đang tích cực mua vào cái loại tài sản này. Và mọi người có thấy đô đang duy trì một cái chu kỳ tăng trưởng và đang tiếp tục thẳng tiến đến cái vùng là dẫn dắt của thị trường, nên xu hướng của cái đồng đô đang diễn biến rất là tích cực. Dầu và cổ phiếu thì dầu và cổ phiếu thì ở đây chỉ số S&P 500 thì đang có những cái dấu hiệu hồi phục lại pha tăng trưởng, cũng như là chỉ số VN30, VNDES thì đang ở những pha tăng trưởng và pha dẫn dắt của thị trường. Còn về dầu Brent thì hiện tại đang đang quanh cái vùng, cũng là biến động quanh cái vùng tăng trưởng. Đó, thì xu hướng vẫn đang tích cực trong trong cái đà trung hạn. Còn trái lại á, thì mọi người thấy là vàng và Bitcoin thì hai là tài sản này đang quanh cái vùng là vùng hồi phục và vùng suy yếu. Thì vùng này thì nên nên đứng ngoài quan sát là sẽ lựa chọn phù hợp với hai loại tài sản này. Rồi thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề đầu tiên, đó là cái đồng đô đang tăng điểm trước cái thời điểm mà cái bản tin Nam Phong vào cuối tuần này. Thì trong tuần này thì có hai cái sự kiện quan trọng. Sự kiện thứ nhất là về cái số liệu PMI chính thức, thì mình cũng có cập nhật ở video lần trước. Thì cái dự báo là PMI chính thức nó sẽ quanh là 61 điểm. Thì cái mức trên 60 thì nó là đã tích cực rồi, và hoạt động sản xuất nó sẽ tiếp tục mở rộng. Và hiện tại thì với điều kiện hiện tại thì khả năng cái chỉ số PMI này vẫn duy trì ở trên mức 60. Nên mình vẫn đánh giá là cái thông tin này theo chiều hướng tích cực cho đồng USD. Rồi, cái thứ hai á, là cái bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ thì sẽ diễn ra vào vào thứ sáu tuần này. Đó. Thì ở bảng lương này thì đầu tiên là những cái dự báo về về cái số lượng người việc làm và cái tỷ lệ số lượng việc làm sẽ tăng lên, cũng như là tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống. Tuy nhiên là số liệu đây là số liệu dự báo, và đang nhà đầu tư đang có những cái sự nhận định về tích cực về số liệu này. Và trước mắt là mình cần chờ thêm ngày thứ sáu này để mà xem cái số liệu thực tế nó như thế nào, nó phản ánh như thế nào để mà mình đưa ra cái quyết định trong giai đoạn tiếp theo. Rồi, đó là sự kiện chú ý. Đây là cái bản đồ mà cho thấy là cái sự tham gia của dòng tiền lớn. Thì ở cách đây là khoảng 14 phiên thì dòng tiền lớn đã mua vào mạnh mẽ cái đồng đô này, và khiến đồng đô này đang duy trì mạnh lên. Và hiện tại ở thời điểm hiện tại á, thì cái xu hướng mua vào vẫn đang tiếp tục duy trì mạnh mẽ, thì cho thấy là dòng tiền lớn vẫn đang tiếp tục duy trì, thì chưa có sự rút khỏi thị trường, cho thấy cái đà tăng của đồng USD á, khả năng sẽ tiếp tục duy trì và ổn định trong trong thời gian tới. Rồi, điểm qua một xíu về về kỹ thuật của đồng đồng đô. Thì ở video lần trước thì mình cũng đánh giá là cái vùng nền này là cái vùng mà tạo những cái nến rút chân và động lực cho USD tăng tiếp. Thì
Ở thời điểm hiện tại thì sau hai phiên đầu tuần á thì đồng chỉ số đô la index đã bắt đầu có những phiên tăng đầu tiên và đang thẳng trên cái đà hướng đến cái vùng kháng cự quanh cái vùng 93.5 điểm. Đường trung bình 20 ngày vẫn cắt trên đường EMA trung bình 50 ngày, cho thấy là cái kỳ vọng và cái nhà đầu tư trong ngắn hạn đang sẵn sàng mua với giá tốt hơn cho thời điểm trước, đang có nhận định tích cực hơn so với thời điểm trước đó. Rồi các chỉ báo về ADX cụ thể là đường DMA cộng trên này EMA đang trừ thì lực mua vẫn đang thắng thế hơn và ADX vẫn đang ở mức 27.5, thì cho thấy là cái quán tính cho cái đà tăng này vẫn đang sẽ được duy trì và khả năng sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Thì với dự báo là đồng USD tăng thì mình sẽ làm gì? Rồi ở đây đây chúng ta sẽ đi qua về một số cái cặp tiền mà có liên kết với, có đi kèm với cái đồng USD. Cụ thể như là những cặp tiền mà USD đang là đồng ít giá, tức là đang đứng đầu, thì như cặp OZ, tức là đồng Yên Nhật, OD với Yên Nhật thì đang vượt đỉnh và đang test lại và đang cái đà này thì trong cái một cái xu hướng tăng giá, thì mình vẫn đánh giá là xu hướng đang tích cực và thời điểm này chủ yếu là ưu tiên và lệnh mua vào. Rồi tương tự là một số cặp như là đồng Thụy Sĩ nè, USD với Thụy Sĩ nè, USD với đồng Canada thì vẫn đang trong một cái đà hồi phục và mình ưu tiên với cái lệnh mua vào khi mà đồng USD tăng. Ngược lại một số cặp như là bảng Anh với USD thì đang trong một cái nhịp điều chỉnh đó, cũng như là EURUSD thì đang trong một cái đà điều chỉnh, thì cái loại lệnh mình ưu tiên là cái lệnh bán ra đối với cặp này. Đó là về đầu tiên là USD và cái một số cái giao dịch liên quan tới cái đồng tiền này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến cái chủ đề đó là giá dầu. Thì ở video lần trước á, thì mình cũng có cập nhật về cái vấn đề là sẽ chốt lời dầu trong ngắn hạn. Thì trong hai phiên đầu tuần thì dầu cũng đã bắt đầu gặp một số các áp lực chốt lời. Thì cái vấn đề mà đang được thị trường quan tâm đầu tiên đó là cái biến thể Delta, biến thể Delta mới của đang đang xuất hiện ở châu Âu và các vùng như là Đông Nam Á và cái khu vực là Australia. Thì với cái biến thể Delta này thì một số thông tin mà mình có đọc được á, thì cái biến thể Delta này cái tốc độ lây lan rất là nhanh và cụ thể là ở Úc á, thì khi mà những cái ca mắc đầu tiên khi mà chỉ gặp trong vòng 5 đến 10 giây, 5 đến 10 giây mà đã có những cái phát hiện là dương tính với cái chủng virus này, nên cái cơ quan y tế của thế giới đang cảnh báo là cái biến thể Delta này cái tốc độ lây lan rất là nhanh. Đó là một số cái lo ngại khiến biến thể Delta này khiến cái nền kinh tế có thể là tiếp tục là sẽ phong tỏa trở lại và lo ngại về cái sự phục hồi của nhu cầu năng lượng. Đó là vấn đề thứ nhất liên quan đến giá dầu. Và vấn đề thứ hai thì cái cuộc họp OPEC sẽ diễn ra vào thứ năm tuần này, OPEC và đồng minh. Thì trước đó thì là OPEC và đồng minh đã cắt giảm là 2,1 triệu thùng từ tháng 5 đến tháng 7. Thì đã tăng tăng sản lượng lên 2,1 triệu thùng từ tháng 5 đến tháng 7, và trong tháng 8 này khi mà dầu đã có 5 tuần tăng liên tiếp thì khả năng ở cái cuộc họp này, cuộc họp vào ngày 1 tháng 7 này dự kiến sẽ đưa ra cái kế hoạch là sẽ tăng sản lượng vào vào trong trong tháng, tiếp tục tăng sản lượng trong tháng 8. Thì với thông tin thứ nhất là lo ngại về cái nhu cầu có thể giảm, và cái thứ hai là cái lo ngại về sản lượng có thể tăng, thì dẫn đến là
đầu ra thì có thể là nó sẽ giảm xuống, nhưng mà đầu vào lại tiếp tục sản xuất tăng lên. Điều này có thể là nó sẽ tạo lên cái giá dầu nó một cái áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn đó. Thì để mà mình biết cụ thể thì mình sẽ xem vào cái đồ thị kỹ thuật của dầu đây. Vậy đầu tiên mình sẽ xem vào đồ thị tuần ha. Thì ở đồ thị tuần á thì đang dầu cũng đang rất là tiệm cận cái vùng 75 đô một thùng, và có những cái áp lực bắt đầu có những áp lực bắt đầu xuất hiện cái lực chốt lời sớm đây. Đã có một cái phiên, để mình phóng to chỗ này lên đây, đã có một cái phiên mà tạo cái nến, nó gọi là mẫu hình nến nhấn chìm, là cho thấy là nó sẽ điều chỉnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên là sau khi chạm cái vùng trung bình 20 ngày thì đã có hồi phục lại. Thì với quan điểm của mình thì hiện tại thì mình ngưng cái việc mua mới với dầu khi mà mọi người có thể thấy là ở đây là cái chỉ báo DMA cộng đã bắt ồ dưới MDI trừ, cho thấy là cái lực của phe phe bán đã bắt đầu mạnh hơn và có những dấu hiệu thắng chiến thắng trong của lực mua trong 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 ngắn hạn, dẫn đến là nó có thể sẽ xuất hiện cái nhịp điều chỉnh này, và điều chỉnh này có thể sâu hơn. Nên nên với quan điểm của mình là canh, mình sẽ canh chốt lời trong quanh cái vùng vùng từ 73 đến cái vùng đỉnh cũ là quanh 74 chốt lời sớm, và mình chờ đợi cái phản ứng của thị trường sau cái bản tin 5 farm vào thứ thứ sáu tuần này để mà mình ra quyết định đầu tư tiếp theo. Giờ hiện tại thì tốt nhất là mình canh chốt lời và mình giữ vị thế đứng ngoài để theo dõi cái biến động của thị trường. Đó là về nhận định của mình về về giá dầu. Rồi tiếp theo là về vàng. Thì vàng hiện tại thì đầu tuần á vào ngày 28 tháng 6, tức là thứ hai tuần này, thì cái hiệp định Basel 3 đã bắt đầu đã có áp dụng, và cái quy định là đây, sẽ áp dụng cái quy định là sẽ vàng được coi là tài sản cấp 1. Thì vàng được coi là tài sản cấp 1 là được sánh xếp hàng chung với là tiền mặt và các loại tài sản mà có cái độ rủi ro rất là thấp đó. Nhưng mà trước đó thì ở trước giai đoạn trước đó thì vàng là tài sản cấp 3, tức là tài sản rủi ro rất là cao. Cho nên với cái thông tin này thì cái việc mà những cái ngân hàng nhà nước của các quốc gia trên thế giới sẽ tăng cái tỷ lệ dự trữ vàng lên làm tài sản đảm bảo, thì dẫn đến là một trong tăng cái nguồn nhu cầu lên, dẫn đến cái xu hướng trong trong trung và dài hạn. Mình đánh giá là trung và dài hạn thì vàng vẫn sẽ vận động theo chiều hướng tích cực đó. Tuy nhiên á thì trong ngắn hạn khi mà vàng được neo vào giá đồng đô thì khi mà đồng đô tăng lên thì vàng sẽ xuất hiện một số cái áp lực bán, và chúng ta sẽ thấy trên đồ thị ngày thấy phản ánh rất rõ ở cái điều này. Đang hiện tại thời điểm hiện tại là đang bắt đầu xuất hiện những lực bán trước cái thời điểm mà những cái sự kiện năm farm mới lại trong bố cái chỉ số PMI vào cuối tuần này, dẫn đến là vàng đang có những cái nhịp điều chỉnh. Nhưng mà ở trên đồ thị tuần thì cái xu hướng này hiện tại vẫn chưa có một sự phá vỡ một cái xương tăng, nên xu hướng tuần thì vẫn đang đảm bảo. Tuy nhiên là ở ở trang ngày thì đang có chuyển biến xấu, và vùng này thì cái vùng này hiện tại thì đang cái vùng rất là giằng co trong cái vùng biên độ là từ từ khoảng 1.750 điểm đến cái vùng là khoảng 1.800 điểm, thì dao động xoay quanh vùng này cái biên độ rất là thấp như vậy thì mọi người rất là khó để mà tham gia giao dịch với vàng ở thời điểm này đó. Cho nên cái lựa chọn tốt nhất là mình sẽ đứng ngoài và quan sát. Tuy nhiên với thời điểm mà lệnh mà mình ưu tiên hơn là chờ những cái thời điểm mà tạo những cái tín hiệu khởi sắc hơn và chúng ta sẽ mua vào với
với xu hướng là mua vào và giữ trong trung hạn với vàng. Đó là mình sẽ đánh giá cái tích cực về chiều hướng mua sẽ nhiều hơn. Tương tự đó thì một loại tài sản đó là đồng Bitcoin. Bitcoin thì có một tuần biến động, đã biến động trong một cái biên độ đi ngang trong nhiều tuần rồi, nhiều tuần nó đi duy trì một cái xu hướng đi ngang từ quanh cái vùng là 30.000, mốc 30.000 điểm đến mốc 40.000 điểm, 41.000 điểm thì đang trong một cái biên độ đi ngang, và cái xu hướng biến động trong tuần rồi thì vẫn chưa có được xác định một cách rõ ràng, cho nên mình vẫn sẽ tiếp tục đứng ngoài với cái kênh Bitcoin này. Rồi thì mình sẽ đi qua một cuối cùng của ngày hôm nay, đó là về cái chứng khoán Việt Nam. Thì chứng khoán Việt Nam á đang đang được có hai cái thông tin tích cực, đó là vừa công bố về cái chỉ số GDP quý 2, thì GDP quý 2 sẽ đạt tăng khoảng là 6.61%, và lũy kế là 6 tháng đầu năm là tăng đạt là 5.64%. Tuy nhiên cái mức này thì mức thấp hơn cái kế hoạch, tuy nhiên đây là một cái mức mà đánh giá là tích cực trong cái bối cảnh là dịch Covid đang làm tái gọi là tái tái bùng phát, và đang bắt đầu có xuất hiện nhiều cái ca nhiễm cộng đồng trong thời gian qua đó. Và cái thông tin thứ hai đó là về hệ thống của HOSE sẽ bắt đầu, dự kiến sẽ vào ngày 5 tháng 7 sẽ hoạt động hệ thống mới. Thì đây là một trong những cái động lực mà khiến nhóm ngành về tài chính đang đang vận động tích cực trong thời gian qua đó. Đây thì đây đây là cái biểu đồ mà các ngành nghề đang được quan tâm. Trước khi vào cái biểu đồ này thì chúng ta sẽ cùng cùng đi vào cái xu hướng của VN-Index và của VN30. Đây thì mọi người có thể thấy ha, trong khi mà thị trường chứng khoán thế giới đang điều chỉnh thì chứng khoán chỉ số VN-Index Việt Nam á, đang duy trì một cái đà đi ngang và không có tích lũy nền trên cái vùng 1.375 điểm. Và sau khi chứng khoán thế giới bắt đầu hồi phục thì chứng khoán Việt Nam đã bứt phá tăng mạnh và đang cho thấy cái xu hướng của chứng khoán Việt Nam, cụ thể là của chỉ số VN-Index đang diễn biến rất là tích cực. Ở cây tăng đầu tiên, ở phiên tăng đầu tiên thì cái thanh khoản rất là thấp, tuy nhiên là dòng tiền bắt đầu đã vào trở lại tích cực, trong hai phiên hiện tại. Ở thời điểm hiện tại thì đang ở đến thời điểm cuối 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 quý, nên sẽ có một số áp lực chốt lợi từ áp lực cơ cấu từ các quỹ nội, cũng như là sẽ có những cái đợt mà thanh tra margin, nên dẫn đến là các công ty chứng khoán đang siết lại margin, nên cái việc mà thanh khoản ở mức trung bình và thấp ở thời điểm hiện tại là hoàn toàn bình thường. Thì hiện tại thì khi mà thị trường vẫn đang duy trì xu hướng tăng thì mình sẽ theo dõi và duy trì cái xu hướng và mình giao dịch theo cái xu hướng của thị trường thôi. Đó. Chỉ số VN30 cũng đã bắt đầu có những phiên vượt đỉnh vào đầu tuần này và đang duy trì một cái đà tích cực. Thì nhìn chung á là bức tranh của chứng khoán Việt Nam đang diễn biến là khá là khởi sắc. Đó. Rồi thì ngành nghề, một số ngành nghề mà mọi người có thể quan tâm và đầu tư trong thời gian tới. Đầu tiên á là nhóm ngành về không thể bỏ qua, đó là nhóm dịch vụ tài chính, khi mà đang kỳ vọng vào cái hệ thống mới của HOSE. Rồi một nhóm thứ hai, một nhóm mà chiếm tỷ lệ vốn hóa rất là lớn, đó là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Thì nhóm cổ phiếu ngân hàng đã kết thúc cái nhịp điều chỉnh và đang có những cái dấu hiệu quay trở lại cái đà tăng trưởng và tiến đến cái vùng dẫn dắt trong thời gian tới. Thì đây là một nhóm mà mọi người có thể quay trở lại đầu tư.
Ngoài ra các nhóm như là khu công nghiệp và ở đây là vùng hóa chất đạm, khi mà giá đạm phân bón đang tăng cao cũng như là cái giá đất của công nghiệp đang tăng cũng đang xu hướng tích cực, thì đây là một số ngành mà mọi người có thể tham gia đầu tư trong thời gian tới. Đó là tổng kết lại thì hôm nay thì đồng USD sẽ tiếp tục tăng mạnh và mọi người sẽ ưu tiên mua những cái cặp mà tiền mà đồng USD đứng đầu và bán ra khi mà đồng USD làm định giá đứng phía sau. Dầu thì mình sẽ canh mình chốt lời. Vàng thì sẽ có một số cái áp lực điều chỉnh, tuy nhiên là hiện tại thì xu hướng trung hạn thì sẽ có những cái thông tin hỗ trợ tích cực trong trung hạn, nhưng ngắn hạn đang bị điều chỉnh bởi đồng đô tăng giá, cho nên mọi người đứng ngoài và quan sát. Còn chứng khoán Việt Nam thì đang duy trì một cái đà tích cực, thì một số cái ngành nghề mọi người có thể tham gia như là chứng khoán, ngân hàng, khu công nghiệp và đạm là đang duy trì tích cực, và mọi người có thể tham gia vào những cái nhóm ngành đó. Vâng, thì cái buổi nhận định liên thị trường ngày hôm nay thì mình cũng xin phép dừng tại đây. Thì cảm ơn các anh chị đã quan tâm và theo dõi. Chúc anh chị một buổi tối tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.